Chasovia nguy ngập, Zaporizhia giao tranh ác liệt. Binh sĩ Ukraine phát hiện vật thể hình đĩa bí ẩn bay trên chiến trường. Ukraine tuyên bố đẩy lùi quân Nga ở Oloka. Ít nhất 112 người tử vong trong vụ pháo kích ở dải Gaza. Mỹ lo Israel đưa quân vào Liban để tấn công Hezbollah trên bộ. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những diễn biến nóng cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Mới đây, chuyên gia quân sự Yuri Podolyak cho biết, tại Chasovia ở phía tây Bakhmut, quân đội Nga đã có thể giữ vững vị trí của mình. Các lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine nhiều lần cố gắng phản công nhưng không thành. Nếu Chasovia sụp đổ cũng sẽ nghiêm trọng như thất bại ở Avdiivka, mở đường cho Nga tiến tới Konstantinovka ở tây nam và khiến nhóm quân Ukraine ở Toretsk rất dễ bị tổn thương. Zaporizhia lại trở thành một điểm nóng quan trọng. Nếu trước đây quân Nga tập trung ở Trabotino, Vyebovodye, thì giờ đây họ đã mở rộng đáng kể mặt trận, bao gồm cả thị trấn Gulaipole. Các lữ đoàn xung kích của Nga đã tiến tới vùng ngoại ô của thị trấn này. UAV chụp ảnh nhiệt Mavic 3T trực thuộc lữ đoàn pháo binh 406 của Ukraine vừa phát hiện ra một vật thể hình đĩa kỳ lạ, đứng yên trên không phận tiền tuyến. Theo Kyiv Post đưa tin, Mavic 3T là dòng UAV được sử dụng để giám sát chiến trường vào ban đêm. Vật thể hình đĩa chưa thể được xác định vào lúc này. Trong khi đó, các blogger quân sự của Ukraine đăng một đoạn video cho thấy những người vận hành chiếc UAV tỏ ra bất ngờ với đồng đội khi thấy vật thể lạ. Đó là cái gì vậy? Tại sao nó lại không di chuyển? Tôi chắc chắn đó là UFO. Nó đứng yên một chỗ. Mavic là một UAV 4 cánh chỉ nặng hơn 1 kg. Nó có thể bay tối đa khoảng 40 phút và phạm vi hoạt động trong khoảng 15 km. Ukraine có 300 chiếc Mavic chuyên để làm nhiệm vụ trinh sát và thu thập thông tin mục tiêu. Các chuyên gia quân sự nói rằng họ không thể ước tính chính xác kích thước, hình dạng và độ cao so với mặt đất của vật thể lạ, nhưng họ cho rằng vật thể này nằm cách chiếc UAV khoảng 50 km vào thời điểm nó bị ghi hình lại. Trong khi đó, một phát ngôn viên của hãng DJI Trung Quốc, nhà sản xuất của Mavic thừa nhận họ không thể lý giải về vật thể lạ. Người này cũng đưa ra giả thuyết rằng UAV có thể bị lỗi dẫn tới hiển thị hình ảnh như vậy trên màn hình. Quân đội Ukraine chưa bình luận về vụ việc. Giới lãnh đạo quân sự Ukraine hôm 29 tháng 2 tuyên bố, hai lữ đoàn của nước này đã đánh bật quân Nga khỏi vùng lân cận làng Oloka theo hướng Avdiivka. Trang min.in.ua dẫn lời Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky nói rằng một số chỉ huy Ukraine trong quá trình tác chiến đã có nhiều đánh giá sai lầm về tình hình cũng như đối phương dẫn tới ảnh hưởng trực tiếp tới sự ổn định trong việc phòng thủ tại một số khu vực. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Ukraine đã cải thiện tình hình trên thực địa, phân bổ thêm đạn dược và các nguồn dự trữ cần thiết cho binh sĩ. Hiện phía Nga chưa bình luận về những thông tin được tướng Syrsky công bố. Theo nhận định từ min.in.ua, làng Oloka hiện nắm vai trò quan trọng trong tuyến phòng thủ quân đội Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga, sau khi thành phố Avdiivka bị các lực lượng vũ trang Moscow kiểm soát trước đó. Tại các làng và khu dân cư Tonetsk, Semenivka, Oloka và Berdichi, quân đội Ukraine có được nhiều lợi thế địa hình trước đối phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong tuyên bố mới nhất đã lên tiếng cảnh báo sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào cũng sẽ dẫn đến tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực. Bà Zakharova nhấn mạnh xung đột sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu phương Tây chính thức đưa quân tới Ukraine hay tuyển mộ lính đánh thuê từ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU. Quan chức Bộ Ngoại giao Nga đồng thời khẳng định việc quân nhân một số nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có mặt tại Ukraine nhằm hỗ trợ lực lượng vũ trang nước này theo nhiều cách khác nhau đã không còn là bí mật. Đồng thời, bà khẳng định Nga sẽ giám sát chặt chẽ và đưa ra phản ứng phù hợp với các hành động của Thụy Điển sau khi nước này chính thức trở thành thành viên của NATO. Ngày 29 tháng 2, New Zealand tiếp tục công bố các gói trừng phạt bổ sung nhằm vào các cá nhân và thực thể Nga có liên quan tới cuộc xung đột Ukraine. Theo Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters, gói trừng phạt mới là một phần trong phản ứng trừng phạt quốc tế đang diễn ra đối với các cá nhân thực thể Nga liên quan tới cuộc xung đột Ukraine. Theo đó, các biện pháp trừng phạt mới gồm thực hiện giới hạn giá G7 Plus đối với dầu có nguồn gốc từ Nga, cấm xuất khẩu các mặt hàng bị hạn chế sang Nga và Belarus qua nước thứ ba, chỉ định 61 cá nhân và công ty liên quan đến mạng lưới mua sắm trốn tránh lệnh trừng phạt.
Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nhấn mạnh, chính phủ New Zealand đang góp phần tăng cường sức mạnh của hệ thống trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể ủng hộ Nga có liên quan tới cuộc xung đột Ukraine, làm suy yếu khả năng của Nga trong cuộc xung đột Ukraine và đảm bảo New Zealand không bị sử dụng như một kênh để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Theo đó, 61 cá nhân và tổ chức Nga này bao gồm các thực thể mua sắm công nghệ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nga và các lãnh đạo cấp cao của một số ngân hàng Nga. Những người liên quan đến việc mua bán vũ khí từ Triều Tiên cũng trong danh sách trừng phạt của New Zealand. Kể từ khi đạo luật trừng phạt Nga được thông qua vào tháng 3 năm 2022, cho đến nay, New Zealand đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hơn 1.600 cá nhân và tổ chức, cùng với một loạt biện pháp thương mại nhằm vào chính quyền Nga. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa khẳng định những lo ngại của Hungary về khu vực lân cận với Nga là vô căn cứ, khi bình luận về nhận xét của Thủ tướng Viktor Orbán rằng không muốn có đường biên giới chung với Nga. Ngoài ra, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng quan điểm của Moscow về nhiều mặt không đồng tình với lập trường của Thủ tướng Hungary. Ông Peskov tuyên bố Nga không phải là một mối nguy hiểm, trái ngược với những gì hiện đang được lặp lại với sự nhất quán ở Liên minh châu Âu. Không phải bất kỳ quốc gia nào cũng thù địch với Nga hay tìm cách chống Nga. Vì vậy, những lo ngại về vấn đề này là vô căn cứ. Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ở Praha với những người đồng cấp Ba Lan, Slovakia và Cộng hòa Séc, Thủ tướng Orbán khẳng định rằng Hungary không muốn có đường biên giới chung với Nga. Theo ông Orbán, nước này vẫn còn lưu giữ những ký ức tiêu cực về mối quan hệ láng giềng với Liên Xô. Nhà lãnh đạo Hungary bày tỏ quan điểm rằng lợi ích an ninh của quốc gia này sẽ được đảm bảo tốt nhất trong tình huống không có đường biên giới chung với Liên bang Nga. Trước đó, Thủ tướng Hungary cũng cho rằng Ukraine có thể duy trì tư cách nhà nước nếu trở thành vùng đệm giữa Nga và phương Tây. Ông Orbán cho biết thêm rằng bản thân Ukraine có thể không thích viễn cảnh này, nhưng Kiev nằm ở vị trí đó trên bản đồ. Tiếp tục chương trình, xin được chuyển sang một số các tin tức đáng chú ý về tình hình khu vực Trung Đông. Thưa quý vị, cơ quan y tế tại giải Gaza vừa thông tin cho biết, vụ tấn công mới của quân đội Israel ở mảnh đất này ngày 29 tháng 2 đã khiến cho ít nhất 112 người thiệt mạng và hơn 280 người bị thương. Con số thiệt mạng có thể còn gia tăng do nhiều người bị thương nặng. Tất cả những người bị thương đã được chuyển đến một số bệnh viện gần đó để chữa trị, gồm bệnh viện Al-Shifa và Kamal Adwan. Tuy nhiên, người phát ngôn của cơ quan y tế ở Gaza cho biết, bệnh viện Al-Shifa thiếu thốn trang thiết bị, vật tư y tế và các nhân viên tại đây không thể xoay sở trước số lượng lớn bệnh nhân. Theo các nguồn tin y tế của Palestine và nhân chứng, vụ việc xảy ra khi đám đông người dân Palestine đang tập trung chờ được nhận hàng viện trợ nhân đạo tại một con đường ven biển ở phía tây thành phố Gaza. Các nhân chứng cho biết, cuộc pháo kích của quân đội Israel đã nhắm trúng đám đông. Cơ quan y tế ở Gaza coi đây là vụ thảm sát. Ban đầu, một người phát ngôn của quân đội Israel cho biết rằng binh sĩ nước này đã dùng hỏa lực để tự vệ sau khi người dân ở Gaza bao quanh đoàn xe tải chở hàng viện trợ tiến vào phía bắc vùng đất ven biển này vào sáng sớm cùng ngày. Theo người phát ngôn, hàng chục người dân ở Gaza đã bị thương trong vụ hỗn loạn tranh giành hàng viện trợ nhân đạo từ đoàn xe. Một số người bị dẫm đạp hoặc đè lên nhau. Sau đó, một nguồn tin Israel tiết lộ với hãng AFP rằng đám đông đã tiến gần lực lượng quân đội Israel theo cách mà họ cho rằng có thể gây nguy hiểm đến binh sĩ, buộc họ đáp trả bằng hỏa lực. Trong một tuyên bố, phong trào Hồi giáo Hamas cho rằng sự việc trên có thể dẫn đến sự đổ vỡ cuộc đàm phán hiện nay nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả tự do cho các con tin ở giải Gaza. Theo kênh CNN, các quan chức tình báo và chính quyền Mỹ lo ngại rằng Israel đang lên kế hoạch tấn công trên bộ vào Liban. Kế hoạch này có thể diễn ra vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè nếu các nỗ lực ngoại giao không đẩy lực lượng Hezbollah lùi xa biên giới với Israel. Một quan chức xác nhận rằng dù Israel vẫn chưa có quyết định cuối cùng, nhưng lo lắng trong nội bộ chính quyền Mỹ đã đủ lớn đến mức khả năng Israel tấn công trên bộ vào Liban đã được đưa vào các cuộc họp tình báo dành cho quan chức cấp cao. Quan chức này cho biết, chúng tôi đang dựa trên giả định rằng Israel sẽ có hoạt động quân sự trong những tháng tới, không hẳn là diễn ra trong vài tuần tới, nhưng có lẽ là vào cuối mùa xuân này. Có khả năng rõ ràng rằng Israel sẽ tiến hành hoạt động quân sự. Trong nhiều tháng qua, Israel và Hezbollah đã tấn công xuyên biên giới hàng ngày, khiến hàng chục nghìn người dân Liban và Israel phải rời bỏ nhà cửa. Khoảng 80.000 người Israel đã phải di rời khỏi miền Bắc kể từ tháng 10 năm 2023. Ngày 29 tháng 2, giới chức Indonesia thông báo lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 9 người mất tích còn sống sau vụ lở đất xảy ra cách đây 3 ngày tại tỉnh Nam Sulawesi. Trao đổi với báo giới, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu nạn Makassar, thủ phủ của tỉnh Nam Sulawesi, ông Andi Sultan xác nhận cả 9 người vẫn còn sống. Tất cả đã được chuyển đến bệnh viện,
lực lượng chức năng đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp tại đây. Vụ lở đất trên xảy ra ở huyện Lugu, cách thủ phủ Makassar của tỉnh Nam Sulawesi khoảng 340 km vào sáng ngày 26 tháng 2. Lở đất khiến 5 người thiệt mạng, đồng thời chôn vùi nhiều phương tiện. Các thảm họa như lũ lụt, lở đất thường xảy ra ở Indonesia vào mùa mưa. Mới đây, chính phủ Thái Lan cho biết chương trình tạo mưa hàng năm bắt đầu vào ngày 29 tháng 2 với 7 trung tâm được thành lập trên khắp đất nước để tăng cường sự phối hợp giữa các tỉnh. Theo kế hoạch, 24 máy bay của Cục Hàng không Nông nghiệp và Tạo mưa cùng 6 máy bay phản lực của Không quân Hoàng gia Thái Lan sẽ được huy động để tạo mây. Bộ trưởng Nông nghiệp Thái Lan Thammanat Prompao nhấn mạnh việc tạo mưa là cần thiết để giảm bớt tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp, cũng như ngăn ngừa mưa đá và cháy rừng ở một số khu vực. Ông Thammanat cho hay, mưa nhân tạo cũng sẽ giảm bớt các vấn đề ô nhiễm dai dẳng như khói bụi và bụi mịn PM2.5. Bên cạnh đó, các hoạt động tạo mưa cũng sẽ bổ sung nguồn cung cấp nước cho các hồ chứa và đập để sử dụng cho nông nghiệp. Trong khi Ukraine đang chật vật giữ phòng tuyến, thì phương Tây lại do dự cung cấp thứ mà Kiev cần nhất lúc này, đó là đạn dược. Các nước EU đã tranh luận trong nhiều tháng qua về việc liệu có mua vũ khí bên ngoài liên minh hay không, bởi họ không thể đáp ứng mục cam kết cung cấp 1 triệu quả pháo cho Ukraine vào tháng tới. Bất đồng về việc bổ sung kho đạn pháo đang ở ngưỡng thấp nghiêm trọng của Ukraine đang trở thành rạn nứt ngày càng sâu sắc ở châu Âu, với việc các nước Đông Âu đổ lỗi cho Tây Âu vì họ đã không lắng nghe. Tâm trạng chung trong giới ngoại giao là nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine, Tây Âu sẽ không được tha thứ và toàn bộ dự án hội nhập châu Âu kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ có thể bị đe dọa bởi rạn nứt đã trở thành vết sẹo không thể xóa nhòa. Các nước EU đã tranh luận trong nhiều tháng qua về việc liệu có mua vũ khí bên ngoài liên minh hay không, bởi họ không thể đáp ứng mục tiêu cam kết cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine vào tháng tới. Pháp cho rằng ngân sách chủ yếu nên dành cho việc thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu về dài hạn. Cùng lúc đó, một số nước Đông Âu cảnh giác trước Nga trong nhiều năm qua, lo sợ các nước Tây Âu, vốn lớn hơn và giàu hơn, không tích trữ đủ kho quân sự. Các nước Tây Âu cũng đang ngăn cản Ukraine nhận được hỏa lực tầm xa. Trong khi đó, Đông Âu cho rằng Ukraine cần hỗ trợ ngay lúc này, chứ không phải vào năm 2027, khi ngành công nghiệp này mở rộng quy mô. 2 năm sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra, sự hỗ trợ cho Ukraine trở nên chia rẽ, trong khi đà tiến công đang dịch chuyển về phía các lực lượng của Nga. Nỗi thất vọng giữa các nhà lãnh đạo Đông Âu ngày càng tăng, bởi Tây Âu dường như không hiểu sự cấp bách hiện nay của việc hỗ trợ Ukraine. Họ đang trong chế độ thời chiến, nhưng chúng ta vẫn ở chế độ thời bình. Chúng ta cần đặt mình trong chế độ khủng hoảng. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói, 4 quốc gia Trung Âu đang chia rẽ sâu sắc về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và cách giải quyết xung đột này. Trong khi Cộng hòa Séc và Ba Lan đoàn kết nỗ lực ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí, thì Hungary và Slovakia lại có những quan điểm hoàn toàn khác. Tôi nghĩ tôi có thể nói rằng đã có những khác biệt giữa chúng tôi. Thủ tướng Cộng hòa Séc Fiala đánh giá, theo ông, tôi sẽ không giữ bí mật nữa, điều này chẳng có ý nghĩa gì. Chúng tôi có những quan điểm khác nhau về các hành động gây hấn của Nga nhằm vào Ukraine và các thách thức giải quyết nó. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin và cáo buộc nhà lãnh đạo Nga là tội phạm chiến tranh và nguyên nhân duy nhất cho cuộc xung đột ở Ukraine là những hành động gây hấn của Moscow nhằm vào Kiev. Bất kể Nga là quốc gia hùng mạnh như thế nào, thì những đánh giá chính trị, đạo đức và lịch sử về những gì đang diễn ra hiện nay ở Ukraine phải rõ ràng, ông Tusk nói. Slovakia và Hungary đều từ chối cung cấp cho Ukraine vũ khí và đạn dược. Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhận định, hướng tiếp cận của phương Tây trong cuộc xung đột này là một sự thất bại hoàn toàn.
Tôi không tin vào giải pháp quân sự trong xung đột ở Ukraine, ông Fico nói, đồng thời cho rằng EU nên có kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột này. Thủ tướng Slovakia cũng phản đối các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga và muốn ngăn cản Ukraine gia nhập NATO. Ông nhận định không có vũ khí nào của phương Tây cung cấp cho Ukraine có thể thay đổi diễn biến giao tranh. Cuộc xung đột này chỉ có thể kết thúc thông qua đàm phán. Thủ tướng Hungary Orbán nói, ông khẳng định các cuộc đàm phán hòa bình nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Trong khi đó, ông Fiala sau cuộc gặp riêng với ông Tusk cho rằng, chúng ta đều biết ai là kẻ gây hấn, ai là nạn nhân. Chúng ta sẵn sàng ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine và tìm kiếm các giải pháp khả thi để tăng cường sự ủng hộ của mình. Bà Lan tuyên bố, nước này sẵn sàng đóng góp vào kế hoạch của Cộng hòa Séc nhằm mua các loại đạn dược từ các nước thứ ba ngoài EU. Trong khi Ukraine đang chật vật giữ vững phòng tuyến, thì phương Tây lại do dự cung cấp thứ mà Kiev cần nhất lúc này, đó là đạn dược và tên lửa. Một số nhà quan sát cho rằng, cuộc phản công của Ukraine một phần không thành công là bởi nước này không có đủ các phương tiện để chiến đấu trên không. Theo họ, nếu những hành động quyết đoán hơn được thực hiện cách đây 2 năm, thì cả Ukraine và phương Tây đã ở một vị thế tốt hơn. Giới phân tích nhận định điều tương tự cũng diễn ra với các biện pháp kinh tế. Theo đó, các lệnh trừng phạt của phương Tây có quá nhiều hạn chế và lỗ hổng trong cơ chế thực hiện. EU thậm chí phải trả tiền cho Nga để mua dầu mỏ và khí đốt, nhiều hơn cả số tiền hỗ trợ cho Ukraine trong năm đầu xung đột nổ ra. Cách đây 2 năm, các nước phương Tây đã ngăn cản Nga tiếp cận 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối. Họ tuyên bố sẽ không dỡ bỏ biện pháp này cho tới khi Nga bồi thường cho Ukraine vì những phá hủy trong xung đột. Tuy nhiên, phương Tây chưa dám buộc Nga phải bồi thường bằng cách chuyển các tài sản của Nga vào quỹ tái thiết Ukraine. Những người có quan điểm cứng rắn đánh giá, chính sự thận trọng ban đầu đã kéo dài những gì người dân Ukraine phải chịu đựng và củng cố sức mạnh của Nga. Các nhà lãnh đạo Ukraine đang hối thúc phương Tây cung cấp các hệ thống vũ khí mới, đặc biệt là các tên lửa tầm xa có thể tấn công sâu hơn vào các phòng tuyến Nga như Atlas của Mỹ và Taurus của Đức. Mỹ chỉ cung cấp tên lửa Atlas tầm trung cũ, nhưng chính quyền Tổng thống Biden hiện đang hướng đến việc cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa lớn hơn. Tuy nhiên, bất kỳ động thái nào cũng đều phụ thuộc vào việc Quốc hội thông qua gói ngân sách hỗ trợ mới. Ngoài ra, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gần đây cho biết, Ukraine có quyền sử dụng các vũ khí của phương Tây để tự vệ trước Nga, thậm chí cả khi điều đó bao gồm việc tấn công các mục tiêu bên trong biên giới của Nga. Trong khi đó, cựu Tổng thư ký NATO Andreas Fogh Rasmussen thì khẳng định, chúng ta không thể tăng cường sản xuất đạn dược qua một đêm, nhưng chúng ta có thể quyết định ngay lập tức về việc cung cấp cho Ukraine những vũ khí họ thực sự cần. Ukraine đã cảnh báo các đối tác về tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng của nước này. Quân đội của Ukraine bị Nga áp đảo và có thể phải thu hẹp trọng tâm phòng thủ nếu tình trạng thiếu hụt trở nên nghiêm trọng hơn, đặt họ vào rủi ro trước những bước tiến công mới của Nga. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Toàn cảnh quốc tế, được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo điện tử VOV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.